Joshua hé lộ điều bất ngờ nếu không thi đấu boxing. Võ sĩ nổi tiếng Anthony Joshua đùa vui rằng nếu anh chọn bóng đá để phát triển sự nghiệp, thì cổ động viên sẽ không biết đến Virgil van Dijk là ai. Anthony Joshua vừa qua đã trở thành tay đấm boxing đầu tiên của nước Anh, có tài sản hơn 100 triệu bảng. Nhiều nhãn hàng cũng muốn mời Joshua làm đại diện hình ảnh. Trên võ đài, anh là nhà vô địch hạng nặng khiến đối thủ phải kính nể mỗi khi thượng đài. Mới đây, khi được hỏi liệu Joshua sẽ xoay sở như thế nào nếu phát triển sự nghiệp theo hướng là cầu thủ bóng đá, chứ không phải là một võ sĩ, anh này nói, có lẽ khi đó người ta sẽ không biết đến Virgil van Dijk hay Chris Smalling là ai. Thực ra tôi không phải là một hậu vệ tồi, tuy nhiên tôi không hứng thú với bóng đá. Niềm đam mê của tôi là boxing, một môn thể thao mang tính cá nhân. Joshua cùng Van Dijk và Smalling là những vận động viên thể thao nổi tiếng tại Anh. Van Dijk và Smalling thở hữu thân hình hộ pháp với chiều cao hơn 1m9, khiến nhiều tiền đạo ngán ngẩm khi đối đầu. Trong khi đó Joshua cũng to hơn không kém vì đơn giản anh là nhà vô địch hạng nặng, chiều cao gần 2m và nặng 108kg. Cư dân mạng rất thích thú khi Van Dijk và Joshua được đặt lên bàn cân, cả hai đều có một bộ phận fan đông đảo ở lĩnh vực mình thi đấu. Joshua đang trong quá trình đàm phán cho hai trận đấu với kỳ phùng địch thủ Tyson Fury trong năm nay. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Huyền thoại Vladimir Klitschko cứu vớt sự nghiệp của Anthony Joshua, nhìn ra tài năng của Joshua từ Olympic 2012. Là người đặt dấu chấm hết cho triều đại của anh em nhà Klitschko với chiến thắng bằng knockout kỹ thuật trước Klitschko em Vladimir Klitschko ở trận thượng đài hôm 29 tháng 4 năm 2017, tranh đai hạng nặng WBA Super, IBO và bảo vệ đai IBF. Những tưởng Anthony Joshua là kẻ thù của huyền thoại đánh quyền người Ukraine, nhưng mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại. Ở thời điểm cuối năm 2019, khi chuẩn bị bắt đầu cho một thập niên mới, võ sĩ có biệt danh là Aziz Kerbab đã tiết lộ những bí mật mà không phải ai cũng thấu hiểu về mối quan hệ giữa anh và Klitschko em. Hóa ra cũng như ông bầu cáo già Eddie Hearn, kẻ đang làm khuynh đảo làng quyền Anh chuyên nghiệp thế giới bằng những chiêu trò đầy toan tính của mình, thì em trai của chính trị gia nổi tiếng ở Ukraine, ông Vitali Klitschko, có mối quan hệ rất thân tình với võ sĩ 30 tuổi người Anh. Không chỉ là người phát hiện ra tài năng của Anthony Joshua cơ bắp từ rất sớm, Vladimir còn giữ một vai trò cực kỳ then chốt, giúp võ sĩ quê ở Watford có chiến thắng báo thù sau 12 hiệp đấu trước gã mập ú Ruiz trong trận thượng đài ở Ả Rập Xê Út hôm 7 tháng 12 năm 2019, qua đó cứu vãn được sự nghiệp tưởng chừng đang đi vào giai đoạn đường cùng của anh này. Hồi mùa hè năm 2012, thời điểm mà anh em nhà Klitschko vẫn đang thống trị tuyệt đối làng quyền Anh chuyên nghiệp thế giới, Vitali giữ đai WBC, còn Vladimir giữ tất cả các đai còn lại là WBA, Super, IBF, WBO và IBO và The Ring. Nhưng họ chưa bao giờ chạm mặt nhau để nhất thống giang hồ, với câu nói kinh điển, anh em chúng tôi không đánh lẫn nhau. Khi đó Anthony Joshua mới chỉ là một gã võ sĩ quyền Anh nghiệp dư và vừa giành được huy chương vàng hạng nhất ở kỳ Thế vận hội diễn ra ngay tại sân nhà. Với nhiều môn thể thao, huy chương vàng Olympic là thứ danh vị tối thượng, nhưng với quyền Anh hay quần vợt, đó chỉ là một nét tô điểm cho sự phong phú trong bảng thành tích của các võ sĩ. Đặc biệt trong quyền Anh, không phải võ sĩ nào thắng huy chương vàng Olympic cũng có một tương lai rộng mở khi dám dấn thân vào làng đánh quyền chuyên nghiệp. Tuy vậy, Vladimir Klitschko đã sớm nhìn ra tài năng của đàn em Anthony Joshua. Vladimir kể lại, chứng kiến Anthony giành huy chương vàng Olympic, tôi đã gọi điện cho Emmanuel Stewart, cố huấn luyện viên quyền Anh chuyên nghiệp kỳ cựu người Mỹ, cựu sư phụ của Vladimir, và hỏi rằng, liệu ông ấy đã xem màn trình diễn của nhà vô địch Olympic mới hay là chưa? Chúng tôi đã cùng thảo luận về chuyện này và đưa ra một kết luận rằng cậu ấy là một thứ tài năng rất hứa hẹn. Tôi đã theo dõi rất kỹ Joshua sau đó vì cậu ấy gợi nhớ lại cho tôi chính bản thân của tôi. Năm 2014, khi đang tích cực chuẩn bị cho trận thượng đài với võ sĩ người Bulgari Kubat Pulev, anh đã thắng knockout Pulev ở hiệp 5 của trận tranh đai hôm 15 tháng 11 năm 2014. Vladimir đã nhớ đến Anthony Joshua và gọi điện cho đàn em, nhờ sách găng đến làm võ sĩ đấu tập cho anh. Trại tập luyện này đã trợ giúp rất nhiều Vladimir đánh bại được Pulev, nhưng nó cũng giúp ích cho Anthony Joshua.
Võ sĩ đang sở hữu mọi đai vô địch hạng nặng trừ đai WBC của Deontay Wilder cuồng nộ nhớ lại. Sau đó những lời khuyên của anh ấy cũng đã hỗ trợ cho bản thân của tôi. Anh ấy thường nói kiểu như, Anthony, tại sao cậu lại chú ý đến chuyện chạy quá nhiều, tập luyện những bài tập buồn tẻ theo quy trình đơn lập như những cỗ máy. Cậu cần có trạng thái tốt, nhưng cũng cần tập trung vào chính kỹ năng đánh quyền của mình. Đương nhiên, những lời khuyên anh ấy đã ảnh hưởng đến tôi và tôi đã có những chuẩn bị cho các trận chiến sau này. Trở thành bạn tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là cả hai có thể từ chối nhau. Ngày 29 tháng 4 năm 2017, Vladimir buộc phải thượng đài với người bạn, người đàn em của mình. Trước đó, anh đã thua Tyson Fury bằng điểm số sau 12 hiệp đấu của trận thượng đài vào ngày 28 tháng 12 năm 2015. Trận đấu giữa Vladimir và Anthony Joshua trở thành biểu tượng khi thế lực cổ xưa tranh hùng cùng tài năng trẻ. 80.000 vé đột nhập vào thánh địa Wembley được bán hết veo. Ban tổ chức phải in thêm 10.000 vé để phát hành, thỏa mãn cơn sốt của giới mộ điệu. Đến thời điểm này, đó vẫn là trận đánh quyền hot nhất lịch sử Anh Quốc, khi các nhà đài bán được 1,53 triệu lượt xem trực tiếp, phá tan cả kỷ lục trận đánh quyền thế kỷ giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao. Trận tái chiến mới đây giữa Anthony Joshua cơ bắp và gã mập ú Ruiz cũng chỉ bán được 1,28 triệu lượt xem. Tuy thua, nhưng Vladimir cũng không có bất cứ điều gì thù hằn với đàn em của mình. Vladimir thừa biết, thời của mình đã hết. Sau trận đấu lúc còn trên khán đài, chính Anthony Joshua cũng chủ động nắm tay quyền thủ người Ukraine, giơ cao để vinh danh. Họ hẹn tái đấu, nhưng Vladimir quyết định giải nghệ, tuân theo tiếng gọi của thời cuộc. Anthony Joshua trở thành nhà vô địch gần như tuyệt đối. Nhưng rồi tham vọng bay qua bên kia đại dương, thành danh trên đất Mỹ theo đúng kế hoạch hào nhoáng của cáo già Eddie Hearn, khiến Anthony Joshua suýt nữa hủy hoại sự nghiệp. Anh thua knock out võ sĩ mập ú người Mexico Andy Ruiz và rơi vào trầm cảm. Cho dù Hearn sau đó có mồm năm miệng 10 và nói thất bại là sự giải thoát cho Anthony Joshua, nhưng thực tế lại khác. Đúng lúc này Vladimir Klitschko lại xuất hiện. Anh là một trong những người đầu tiên alo cho Joshua. Anh ấy gọi cho tôi và nói, xem này, đây là những gì mà cậu làm, tránh xa điện thoại ra, cả mạng xã hội nữa, chỉ tập trung vào chính bản thân mình. Klitschko tôn trọng cả đội của tôi và tôn trọng tôi trên khía cạnh của một con người. Đó là lý do anh ấy mở rộng bàn tay và gọi điện cho tôi. Cũng vì điều đó tôi tôn trọng anh ấy vốn không hề nói những lời vô nghĩa ở trên mạng. Không chỉ kéo Anthony Joshua gượng dậy, Vladimir còn chỉ ra đường để Anthony Joshua đánh bại một võ sĩ có tinh thần chiến đấu cực cao như Ruiz nhưng lại có cân nặng hơi thừa. Đó là sử dụng vũ khí về thể chất, di chuyển thật nhiều. Điều mà Anthony Joshua đã không nhận ra trong trận đấu đầu tiên và bị đấm gục ở hiệp 7 một cách đau đớn. Cách chiến đấu này đầy toan tính, tuân theo chiến thuật. Sau này bị phía Ruiz miêu tả, thi đấu bằng cách bỏ chạy. Nhưng lại là thứ vũ khí từng khiến cho Vladimir thành danh dưới sự chỉ dạy của sư phụ Edwards năm nào. Đánh bại gã mập ú trong trận tái chiến, Anthony Joshua không quên tri ân vị cứu tinh, bạn thân và cũng là đàn anh của mình. Joshua nói, đây là chiến thắng quan trọng thứ hai trong sự nghiệp của tôi. Đầu tiên chính là chiến thắng trước anh ấy. Điều này có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi. Quả thật nhờ có anh ấy mà tôi thắng được trận phục thù trước Ruiz. Tôi muốn ghi lại rằng, Vladimir Klitschko đã giúp tôi rất nhiều. Anh ấy cho tôi những lời khuyên giá trị. Tôi học hỏi rất nhiều từ anh ấy. Chiến đấu với anh ấy là một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của tôi. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.